Hello hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Radio Signal của mình nha. Xin chào 500 anh em. Thì lại là mình đây. Video clip này mình sẽ cập nhật giá bán cũng như trả góp cho hai phiên bản Honda HMOR 2020 cũng như 2021 mới vừa ra mắt trong tháng 8 này. Thì bạn nào xem xong video clip đừng quên đăng ký kênh cũng như like video clip để ủng hộ mình và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha các bạn. Thì theo như thường lệ mình sẽ quay sơ mặt tiền cửa hàng một chút xíu ha. Thì đây là mặt tiền cửa hàng xe máy An Thành Phát. Cửa hàng này tọa lạc ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ hướng đi vô cổng phụ khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919 của Banh Côn nha. Và số điện thoại mình luôn cập nhật phía góc trái màn hình ha. Rồi quay lại chủ đề chính ngày hôm nay, đó chính là mình sẽ cập nhật giá bán cũng như trả góp trước nha. Sau khi đó là mình sẽ so sánh một số chi tiết khác biệt giữa phiên bản 2020 và phiên bản 2021 ha. Thì đầu tiên mình sẽ cập nhật giá bán phiên bản 2020 trước nha. Thì hiện tại cửa hàng xe máy An Thành Phát đang bán phiên bản Honda HMOR phiên bản cá tính 2020 với mức giá là khoảng 67 triệu đồng nha mọi người. Và giá mình báo ra bao gồm thuế VAT 10% ha. Về vấn đề trả góp á, thì các bạn chỉ cần trả trước khoảng 10 triệu đồng thôi là các bạn có thể lấy xe về nha. Còn bạn nào mà trả trước 50% giá trị chiếc xe là nhận ngay cả vẹt gốc ha. Thủ tục thì rất là đơn giản luôn. Chỉ cần chứng minh nhân dân cộng bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu nha. Và các bạn chỉ cần đủ 18 tuổi là các bạn có thể làm thủ tục hồ sơ trả góp nha. Và tiếp tục là phiên bản Honda HMOR mới vừa ra mắt trong tháng 8 vừa rồi. Đó, thì đây. Mới vừa ra mắt trong tháng 8, tháng 7 đó mình cũng quên rồi, nhưng mà mới vừa ra mắt luôn các bạn. Thì hiện tại phiên bản 2021 này đang được cửa hàng bán với mức giá là khoảng 72 triệu đồng cho phiên bản cá tính nha. Và giá mình báo đã bao gồm thuế VAT 10% ha. Về vấn đề trả góp á, thì các bạn chỉ cần trả trước khoảng 10 triệu đồng thôi là các bạn có thể lấy xe về. Còn bạn nào mà trả trước 50% giá trị chiếc xe là nhận ngay cả trả góp nha. Thủ tục thì cũng như vậy luôn. Chỉ cần chứng minh nhân dân cộng bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu nha. Và các bạn đủ 18 tuổi là các bạn có thể làm hồ sơ trả góp nha. Rất là dễ luôn. Rồi tiếp theo là mình sẽ so sánh điểm khác biệt giữa phiên bản 2020 và phiên bản 2021 ha. Đây, đầu tiên là mình sẽ đi vô phần mặt nạ xe trước, đầu xe trước nha. Đây, đập vô mặt mình, điều đầu tiên mà khác biệt nhất đó chính là hệ thống đèn chính. Thì các bạn nhìn đây, đây là hệ thống đèn chính của phiên bản 2021. Thì hệ thống đèn chính của phiên bản 2021 á, được trang bị hoàn toàn full LED với hệ thống đèn LED 2 tầng nhìn rất là đẹp luôn nha. Các bạn nhìn kỹ nè, mình quay kỹ nè, bạn thấy không? Đó, nhìn nó có đèn LED nó được chia thành 3 ngăn nè, bạn thấy không? Nhìn rất là đẹp, rất là xịn sò luôn. Đó, ở dưới đây là 1 tầng nè, thấy chưa? Đó, hệ thống đèn LED 2 tầng nhìn rất là đẹp luôn. Ngược lại ở phiên bản 2020 á, thì chỉ được trang bị đèn halogen truyền thống thôi các bạn. Nhìn đẹp nhưng mà không bằng phiên bản 2021 ha. Đó là điểm khác biệt thứ nhất mà mình dễ nhận biết nhất. Và điểm khác biệt thứ hai cũng nằm ở ngay phần mặt nạ luôn. Đó chính là ở phiên bản 2019 này thì logo HMOR á được thiết kế đây nè, cùng với hai dãy đèn định vị và đèn xi nhan. Đó, nhìn rất là cân đối, nhìn rất là đẹp. Nhưng ở phiên bản 2021 thì cái dãy đèn định vị cũng như hệ thống đèn xi nhan được thiết kế lại hoàn toàn mới luôn nha các bạn. Các bạn nhìn kỹ nè, các bạn thấy chưa? Thì đây, phiên bản 2021 á, cái phần mặt nạ chỗ này đã không còn cái logo HMOR nữa, mà logo HMOR được dời xuống một chỗ rất là tinh tế luôn. Đó chính là phần dãy đèn LED này. Bạn thấy không? Chỗ này có một cái logo HMOR nhỏ nhỏ chỗ này nè. Và dãy đèn LED này khi mình mở đèn xe lên là nó sẽ sáng ra, nhìn rất là đẹp luôn nha. Để mình sẽ mở đèn xe lên cho các bạn xem. Cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ thuyết phục luôn. Đây, mình sẽ mở đèn xe nè. Đó, đây là hiện tại đang mở đèn xe lên nè, thấy chưa? Thì đây là điểm khác biệt thứ hai mà mình dễ nhận biết nhất, đó chính là dãy đèn LED nè. Đó, các bạn thấy chưa? Chỗ này là có cái chữ SH nó sáng lên nè. Nhìn rất là đẹp luôn ha. Đó, thấy chưa? Mình lên nét từ nè. Đó. Thì nó được làm hai dãy đèn LED sáng viền hai bên đây, nhìn rất là đẹp. Và ở giữa đây có một cái đường mạ chrome ở giữa nè. Đó, mà phiên bản 2020 không có nha. Phiên bản 2020 thì nó chỉ được mạ một đường viền chrome ở đây. Đó, bự bự thôi và không có dãy đèn LED đi xuống đây. Nhưng mà phiên bản 2021 đã được trang bị rất là đẹp nha các bạn mọi người. Và đây là logo HMOR nè, nằm chỗ này nè ha. Còn bên phiên bản 2021 á, thì cái logo HMOR hay nằm ở dưới đây nè. Đó các bạn ha, nhìn rất là đẹp ha. Và đây là chi tiết khác biệt thứ hai mà các bạn dễ nhận biết nhất. Và chi tiết thứ ba nó nằm ở dưới phần bánh xe, các bạn nhìn nè. Thì đây là phần bánh mâm nè. Đó. Thì ở đây phần bánh mâm á, nó được sử dụng các cái mâm 5 cây à, phải mâm, những cái bánh mâm á, nó được những cái chấu mâm này nó được thiết kế đều không? Nó dàn trải đều ra, nhìn rất là đẹp. Đó, bạn thấy không? Đó, khác với phần bánh mâm của phiên bản 2019 nè, 2020 nè.
là cái phần bánh mâm này nó tương tự giống như là bánh mâm của Honda Win X nha các bạn. Nó hình cháu cháu hai chân bè bè ra như vậy đó. Thì đây là phần bánh mâm của phiên bản 2020, còn phần bánh mâm của phiên bản 2021 á là phần này nó được chia đều ra nha. Nhớ nó giống tương tự như là mấy dòng xe Hayate á, các bạn nào mà biết dòng xe Hayate là tương tự như vậy, các bạn nhìn thấy không? Nó được chia đều ra nhìn rất là đẹp luôn. Thì đó là chi tiết khác biệt thứ ba mà các bạn dễ nhận biết nhất. Và chi tiết khác biệt thứ tư đó chính là hệ thống tắt mở đèn chính. Thì ở phiên bản Honda SH-More 2021 này, Honda đã loại bỏ cái nút tắt mở đèn chính nha các bạn. Bên đây chỉ còn nút đề không nha, đó thấy không? Nút tắt mở đèn chính nó không còn nữa. Nói chung là các dòng Honda ra mắt sau này nè thì đa số đều được tích bỏ, kiểu như bỏ loại bỏ đi cái nút tắt mở đèn chính, như là các dòng Winner X nè, rồi dòng Honda AB nè đều bị tắt đều kiểu như là dục đi, loại bỏ cái nút tắt mở đèn chính nha. Mặc định á là các bạn mở đèn xe lên là đèn mặc định á là các bạn mở chìa khóa xe lên á thì đèn xe sẽ sáng nha các bạn. Đó là điểm khác biệt thứ ba. Và điểm khác biệt thứ tư á nằm ở phần mặt đồng hồ, các bạn nhìn kỹ nè. Đây thì vẫn là trang bị đồng hồ chính á, là mặt đồng hồ chính lớn á, là analog thôi, nhưng phần đồng hồ mặt đồng hồ LCD ở dưới này được dời xuống phía dưới nha các bạn. Ở phiên bản Honda SH-More 2020 á, cái mặt đồng hồ LCD này nằm ở trên đây nè đó, nhưng mà ở phiên bản 2021 á thì phần mặt đồng hồ LCD được dời xuống dưới đây, nhìn rất là tinh tế, rất là đẹp luôn. Hiển thị các thông số như là nhiên liệu nè, giờ nè, quãng đường đi được nè các bạn thấy không? Đó, thấy chưa? Rất là đẹp luôn ha. Thì đây là phần mặt đồng hồ của phiên bản 2020 nè, các bạn nhìn nè. Thấy chưa? 2020 á thì phần nhiên liệu á được hiển thị theo kiểu như là analog bình thường thôi, cơ thôi, và có một cái mặt đồng hồ LCD nhỏ nhỏ trên đây. Đó, nhưng mà riêng phiên bản 2021 á là phần mặt đồng hồ LCD á hiển thị rất là nhiều thông số luôn ha. Đó, thấy chưa? Đây là điểm khác biệt thứ tư ha. Đó, mà thấy không? Và điểm khác biệt thứ năm nằm ở phần phía dưới đây, đó chính là phần móc khóa treo đồ. Thấy không? Phần móc khóa này được thiết kế lại luôn, nhìn rất là tinh tế và rất là đẹp luôn. Là các bạn chỉ cần ấn ra nè, ấn như này nè. Đó, là nó sẽ lò ra một cái móc để các bạn treo đồ nhỏ nhỏ ở đây. Thấy chưa? Không móc á thì các bạn ấn lại, nhìn rất là gọn, rất là đẹp ha. Còn phiên bản 2020 á thì sẽ làm như vậy. Rất là thô. Các bạn nhìn thấy không? Nhìn rất là thô ha. Đó, móc á thì các bạn sẽ đem ra như vậy, bạn móc vô đây. Nhìn nó cực kỳ thô luôn. Nhưng mà phiên bản 2021 này, phần móc đồ làm rất là đẹp, rất là hiện đại luôn. Đó, rất là tinh tế ha, ấn vô một cái nó sẽ ra, không xài ấn vô rất là gọn gàng, rất là đẹp luôn. Đó là chi tiết khác biệt thứ năm. Và một chi tiết khác biệt thứ sáu nữa đó chính là nằm ở hệ thống đèn hậu xe. Mà nhìn nè, đây mình đang mở đèn xe bạn xem nè. Thì phần đèn hậu này nay nó được thiết kế nó nhỏ gọn hơn, với phong cách kiểu như là hình tam giác, theo như mình cảm nhận nó như vậy. Nó gọn hơn các bạn, nhìn nó vuông vắt là tam giác không? Đó, nó xéo xéo ra hai bên, thấy chưa? Đó, thì phần đèn hậu này được thiết kế lại với đèn chính này là sử dụng đèn LED luôn nha các bạn, như đèn LED luôn á, nhìn rất là đẹp luôn. Đó, và phiên bản 2020 này thì cái đuôi xe sau này nó rất là bè, nó rất là bự, nó không có gọn như là phiên bản 2021. Phiên bản 2021 cái phần đuôi xe cũng như hệ thống đèn hậu này nè được thiết kế gọn hơn rất là nhiều. Còn phiên bản 2020 này thì nó làm bè bè đó nhé các bạn, nhìn nó không có gọn bằng. Đó là điểm khác biệt thứ năm mà các bạn dễ nhận biết nhất, bạn thấy chưa? Thì đó, như vậy là mình vừa giới thiệu sơ lược các điểm khác nhau mà các bạn dễ dàng nhận biết nhất ở phiên bản Honda SH-More 2020 với 2021. Và một điểm khác biệt dễ nhận biết cuối cùng đó chính là tên xe. Các bạn nhìn kỹ đi, thì ở phiên bản Honda SH-More 2020 á, cái phần tên xe này được khắc nổi lên, các bạn thấy chưa? Đó, được khắc nổi lên nhìn đó, rất là đẹp, rất là tinh tế rồi. Nhưng ở phiên bản 2021 này nè, vừa được khắc nổi lên nhưng mà lại trìm một chút xíu nữa các bạn. Các bạn nhìn kỹ, mình quay gần với bạn xem này, đó thấy chưa? Có nghĩa là vừa được khắc nổi lên nhưng mà nó lại trìm một chút xíu xuống cái nền, nhìn rất là đẹp, rất là lạ, chi tiết là cực kỳ tinh tế luôn nha. Đó là một trong những điểm khác biệt mà các bạn có thể dễ nhận biết nhất ở dòng xe Honda SH-More 2020 và phiên bản 2021. Và như vậy là mình vừa giới thiệu một số đặc điểm dễ nhận biết nhất khi mà mình nhìn bên ngoài giữa dòng xe Honda SH-More 2020 và SH-More 2021. Đó là những cái điểm mà mình dễ dàng nhận biết nhất mà mình khi mình nhìn ở ngoài đường nha mọi người. Còn chi tiết động cơ cũng như một số điểm khác nhau khác
đó các kiểu á, thì bạn nào mà có nhu cầu thì mình sẽ làm một video nói rõ và kỹ hơn. Còn video này là chủ yếu mình cập nhật giá bán cũng như trả góp và giới thiệu sơ lược hai phiên bản Honda SH-More 2020 và SH-More 2021, một số điều khác nhau thôi mà các bạn dễ nhận biết nhất khi mà đi ra ngoài đường ha. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Đừng quên đăng ký kênh cũng như like video clip để ủng hộ mình và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video clip sau.